chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng song thân yêu dấu. Tặng đó hoa hồng ngát hương, giữ tình yêu chung vui với mọi người. Lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngỡ, giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái, nhịp rộn ràng tin say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên
chất man dày đâu che khăn nịnh đôi môi hồng mến cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Phương Thảo và Ngọc Hoan giờ này đã hiện diện tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi để cùng tham dự chương trình đầu tiên, chương trình lễ ăn hỏi. Và ngày hôm nay, một câu chuyện tình yêu rất đẹp của đôi bạn trẻ Phương Thảo và Ngọc Hoan. Và lời đầu tiên xin được thay lời cho những người làm chương trình lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ xin được gửi tới quý vị khách quý hiện diện tại căn phòng đón khách gia đình nhà gái chúng tôi lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt và thân thương nhất. Và ngày hôm nay, qua bước đường tìm hiểu chuyến mồi của đôi bạn, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã về thưa với mẹ cha. Để rồi đôi bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức chương trình lễ ăn hỏi, để đôi bạn trẻ được kính trình tổ tiên, ra mắt họ hàng đôi bên. Và rất mong muốn đôi bên gia đình đón nhận tình yêu thương tuyệt vời mà hai bạn đã dành cho nhau, để hai bạn chính thức là con của đôi bên gia đình và cháu của đôi bên dòng họ, để chúng ta cùng tác hợp và vun đắp cho tình yêu của hai bạn mãi mãi gắn bó
đến ngày hạnh phúc trong năm. Đó là lý do của chương trình lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và đến sự với chương trình liên hoan của gia đình chúng tôi có sự hiện diện đông vui của các vị đại biểu khách quý. Và xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng cho lễ ăn hỏi của Phương Thảo và Ngọc Hoan. Và như tôi đã nói, miếng trầu bao giờ cũng là sự khởi đầu tốt đẹp nhất. Và miếng trầu có từ ngàn đời xưa đến nay, nó là biểu tượng cho tình yêu thương, tình vợ chồng gắn bó thủy chung và son sắt. Gia đình đoàn đại biểu gia đình nhà trai đã chuẩn bị rất thịnh soạn, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương. Ngay sau đây, xin mời một vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai sẽ có lời phát biểu và tấm lễ cơi trầu ăn hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác, hôm nay là một ngày rất là trọng đại. Xin cho phép tôi thay mặt cho trưởng đoàn gia đình nhà trai xin có lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để tiếp nối chương trình thì đoàn đại biểu chúng tôi hôm nay cũng như là chương trình đã giới thiệu thì gia đình ông bà Hoán Bích là hôm nay đã chuẩn bị một số cái thủ tục cần thiết để ngày mai tổ chức lễ hôn lễ cho hai cháu là Phương Thảo và Ngọc Hoan. Thì bây giờ chúng ta diện cho họ nhà trai là cũng có cây trầu ăn hỏi, xin chuyển tới gia đình họ gái. Đại diện là gia đình nhà trai, vâng, lời đầu tiên vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai xin có lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị đại biểu khách quý, mọi người mọi nhà được an lành hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Và cùng với đó, vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai đã có lời phát biểu, xin được thay lời cho đoàn đại biểu gia đình nhà trai có xính lễ ăn hỏi để ngày hôm nay với xính lễ này rất mong gia đình nhà gái tiếp nhận để được thành kính xa tiên và cho phép Phương Thảo từ giờ phút này chính thức được là con của gia đình nhà trai và đặc biệt là Ngọc Hoan cũng sẽ được là con của gia đình nhà gái. Xin mời lên sân khấu vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái sẽ có lời phát biểu và tiếp nhận xính lễ ăn hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa để chào đón vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái và quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Kính thưa các quý vị đại biểu, năm hôm nay là ngày lành tháng tốt mà là cũng là ngày đẹp trời. Họ nhà trai tổ chức có cái chầu ăn hỏi, ngày mai sẽ tổ chức thành hôn cho hai cháu Ngọc Hoan và cháu Phương Thảo. Đại diện đó ở nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận cái chầu ăn hỏi. Xin trân trọng cảm ơn. Ông xin được thay lời gia đình, xin được trân trọng cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý đã dành tình cảm để trở lại với gia đình, cùng đem đến những niềm vui, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho tình yêu của đôi bạn trẻ Phương Thảo và Ngọc Hoan. Và cùng với đó, vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái cũng có lời cảm ơn và xin tiếp nhận với xính lễ ăn hỏi rất trang trọng và chu đáo của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai. Và từ giờ phút tuyệt vời này, gia đình nhà gái đã chấp nhận hứa gả con gái cho gia đình nhà trai. Vâng, đó chính là ý nghĩa của lễ ăn hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay giờ này sẽ được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu bố mẹ của Ngọc Hoan, bố mẹ của Phương Thảo cùng với hai ông trưởng đoàn và hai em sẽ hiện diện tại sân khấu để ra mắt tới tất cả quý vị và trao nhận xính lễ ăn hỏi trong buổi sáng hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay với chương trình lễ ăn hỏi cho đôi bạn trẻ thì đã được đôi bên gia đình đón và nhận với một ý nghĩa rất là quan trọng. Và từ giờ phút tuyệt vời này, đôi bạn trẻ chính thức được đôi bên gia đình công nhận là sâu hiền rể thảo và đôi bên gia đình sẽ chính thức gắn bó mối tình không xa. Gia đình cùng với đôi bạn trẻ xin được cúi chào và cảm ơn tới tất cả quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xính lễ trầu cau luôn là biểu tượng cho tình vợ chồng. Xin chúc cho hai bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau và gắn bó bên nhau hạnh phúc đến cả cuộc đời. Vâng, tiếp theo xin mời chè thuốc và rượu để trước tiên được thành kính gia tiên và sau đó sẽ đón mời quý vị khách quý trong chương trình
Vâng, với chính nhất này cũng xin một tràng pháo tay nữa của toàn thể quý vị. Vâng, những mâm quà được trang trí rất đẹp mắt, mắc và công phu. Tất cả chúng ta sẽ cùng tác hợp, cùng vun đắp cho tình yêu của hai em sẽ mãi mãi vững vàng và sẽ mãi mãi thủy chung để tiến đến ngày hạnh phúc. Xin trân trọng và cảm ơn. Xin mời đôi bên gia đình cùng bắt tay để chúc tình thông gia mãi mãi gắn bó thân thiết và bền vững. Và một lần nữa xin quý vị chúng ta cùng cổ vũ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Và yêu nhau tình nghĩa đậm đà, trao công ước hẹn mặn mà thủy chung. Và để rồi được sự nhất trí của đôi bên gia đình và được chính quyền địa phương xã Do Tiến đăng ký kết hôn cho đôi bạn trẻ. Để rồi ngày mai đôi bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi vui hôn lễ, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể tại căn phòng đón khách gia đình nhà gái và gia đình nhà trai. Và như vậy, với sự thống nhất của đôi bên gia đình thì ngày mai là ngày tổ chức chương trình vui hôn lễ chúc phúc cho cô dâu chú rể. Và đến với căn phòng đón khách gia đình nhà gái hôm nay, rất vui mừng được chào đón các vị khách quý, đặc biệt là đoàn đại biểu gia đình nhà trai đã chuẩn bị rất xinh soạn với sính lễ xin cưới vào ngày mai. Và ngay giờ này xin mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có lời phát biểu và có tấm lễ xin cưới vào ngày mai. Hôm nay đại lễ thì các cái công việc là đến nay là bây giờ là gia đình họ trai cũng có tấm lễ, tức là gửi đến gia đình họ gái là để mai thành kính gia tiên, và gọi là cũng có tí chút là thêm vào để các cụ mai là tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Cũng xin mời tất cả đoàn đại biểu họ nhà gái chuẩn bị và tinh thần mà đi càng đông càng vui, thì vậy là đến hôn trường gia đình của chúng tôi để tổ chức cho được hoành tráng và long trọng. Chân thành cảm ơn. Vâng. Và với sính lễ xin cưới vào ngày mai cùng với một chúc lễ để thành kính gia tiên, vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai đã đến với gia đình nhà gái. Và ngay giờ này xin mời một vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái cũng có lời phát biểu tiếp nhân với sính lễ xin cưới và lễ thành kính gia tiên của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai. Thay mặt cho các cụ trong dòng họ cũng như là đại diện cho họ nhà gái, xin chấp nhận hai cây trầu và xin chấp nhận những cái thời gian thì giờ do họ nhà trai đã ấn định. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn tới lời phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại diện cho đôi bên gia đình. Và ngay sau đây xin mời hai ông trưởng đoàn là sẽ hiện diện trao và nhận sính lễ xin cưới lễ kính trình gia tiên vào ngày mai. Xin mời hai ông cùng trở lên sân khấu. Vâng, rất là hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai dòng họ. Vâng ạ. Để cùng dành những lời chúc mừng cho đôi bạn trẻ và chúc mừng cho đôi bên gia đình. Đến giờ này thì chương trình tổ chức lễ ăn hỏi, lễ xin cưới và lễ thành kính gia tiên của đoàn đại biểu khách quý gia đình nhà trai đến với gia đình nhà gái hôm nay để chúc mừng cho Phương Thảo và Ngọc Hoan đã được thành công tốt đẹp. Gia đình tôi sẽ được trân trọng cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý đã đến với gia đình và chúc quý vị sức khỏe, niềm vui, gia đình hạnh phúc. Và quý vị đừng quên dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
một rừng hoang, gió núi theo sang dù bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng già đi trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mây cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung. Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn thiên. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không nền gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá khép trong tay, lá ngủ thật mê say. Nở đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Một đón các vị, chúng ta tiếp tục mời nước mời chầu, và chúng ta sẽ mang những tiếng hát lời ca, những ca khúc ca người về tình yêu thương rất đẹp của Đỗ Uyên Ương. Chúng ta sẽ mang những ca khúc hot nhất và những điều đẹp mắt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn thiên. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa bên khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không nền gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá khép trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương,
và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chính nữ thôi. Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chính nữ thôi. Gia đình chúng tôi xin nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện đông vui đủ đầy của quý vị đại biểu, khách quý, quý vị quan khách, họ hàng thân hữu, bà con lối xóm xa gần, rồi các niên anh niên chị, nam thanh nữ tú, cũng như bạn bè thân tình của chàng rể nàng dâu. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến để cùng chung vui, chúc phúc cho rể thảo dâu sinh ngày mai nên duyên vợ chồng. Đặc biệt nhất là buổi tối ngày hôm nay, với một chương trình giai điệu của tình yêu sẽ được chào đón tất cả quý vị bằng những nồng nàn, bằng những lời ca, tiếng hát dễ thương dễ mến. Rất mong muốn sự cộng tác nhiệt tình của các ông, các bà, các bác, anh chị. Chúng ta đã về với gia đình. Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại sân khấu tình yêu để chúng ta thể hiện những ca khúc hot nhất và những vũ điệu đẹp mắt nhất trong đêm nay. Và trong tất cả những tiết mục của quý vị trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, những giọng ca truyền cảm của quý vị và những hình ảnh thật sống động sẽ được anh Lại Đăng Khoa sẽ ghi lại cho chúng ta những kiểu ảnh rất đẹp và thật ý nghĩa, và cùng giao lưu với chương trình nhạc hội của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay với sự góp mặt của các ca sĩ, các nghệ sĩ. Sẽ mang đến cho quý vị những lời ca tiếng hát nồng nàn yêu thương để chúng ta cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Và trở lại sân khấu ngay sau đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục mời nước mời chầu và mời đón quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Thuyền Linh sẽ trở lại sân khấu sẽ có lời ca chúc mừng ngay sau đây. Trong mắt anh bây giờ sao ngồi
theo, Thùy Linh xin gửi tới ca khúc mang tựa đề Đi tìm câu hát lý thương nhau. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin được cảm ơn những tình cảm và những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho phần thiện của ca sĩ Thùy Linh vừa rồi với một ca khúc rất hay và ý nghĩa, Đi tìm câu hát lý thương nhau. Thưa quý vị, cổ nhân xưa thường có câu,
yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua. Và yêu nhau nào quản gần xa, đẹp duyên chồng vợ, mẹ cha cũng vui lòng. Và ngày hôm nay chúng ta đã được đón nhận rất nhiều những lời ca rất thi vị, những giọng ca nồng nàn say đắm của quý vị kính chào các bạn đã mang đến những tâm sự, những thông điệp của tình yêu để chúng ta cùng hát lên những lời ca yêu thương. Do đó chúng tôi xin được mời đón các ông, các bà, các bác, anh chị cũng như bạn bè thân tình của Tràn Rể. Chúng ta tiếp tục gửi về cho chương trình những lời ca tiếng hát. Và hiện nay chúng ta đã có một hôn trường rất đẹp được trang trí hơn bao giờ hết. Và chúng tôi đã cảm nhận thấy rằng tất cả quý vị chúng ta đã về đây vì tình thương con và thương mến cháu, đã dành cho gia đình cũng như Tràn Rể những tình cảm rất là chân quý. Gia đình chúng tôi trân trọng được cảm ơn. Và mời đón quý vị chúng ta sẽ tiếp tục mời nước và cũng như chung vui với gia đình những chiếc bánh kẹo tình duyên để chúng ta mừng cho hai gia đình cũng như chúc phúc cho dâu sinh rể thảo. Ngay sau đây trở lại sân khấu, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục hướng về sân khấu chào đón giọng ca rất dịu dàng duyên dáng. Xin mời tiếng hát của ca sĩ Hồng Ánh trở lại sân khấu ngay sau đây. Để cho chương trình của gia đình chúng ta thêm phần thi vị, gia đình chúng tôi có lời mời tới hai ca sĩ đến từ thủ đô Hà Nội sẽ mang đến cho chúng ta những tâm tư tình cảm, những ca khúc và những thông điệp thật ý nghĩa. Xin mời ca sĩ Hồng Ánh trở lại sân khấu. Cả anh trong quê mình theo lời hát nhắn tin.
Xin được cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho dòng ca của ca sĩ Hồng Ánh vừa rồi với ca khúc Làng Quan Họ Quê Tôi. Thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng quê hương là chùm khế ngọt. Dù ai đi ngược về xuôi, quê hương giao tiến cũng là cái nôi đợi chờ mỗi người con chúng ta trở về với quê hương để chúng ta cùng gợi nhớ, niềm thương, niềm nhớ, để ghen, để chờ. Để ngày hôm nay, với tất cả những tiếng hát câu hò, những lời ca, để chúng ta cùng chung tay thắp lên ngọn nến của tình yêu, hát lên những lời ca yêu thương để chúc mừng cho hai gia đình và chúc phúc cho dâu sinh trẻ thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Và trở lại sân khấu, chúng tôi sẽ được mời đón quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục mời nước mời chầu. Và chúng tôi mời lên sân khấu giọng ca rất trẻ trung và duyên dáng. Xin mời tiếng hát của bạn Duy Phong là người bạn thân của chàng rể sẽ trở lại sân khấu ngay sau đây. Xin quý vị. Mẹ Việt Nam mặt ngời sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô ta may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoa ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Việt Nam mặt ngời sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em vài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô ta may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu đời, ta yêu người, yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoa ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ tròn tình quê. Thực là hôm nay đến vui với gia đình hạnh phúc của hai bạn thì thực sự là cháu cảm thấy rất là run bởi vì lần đầu hát ở một cái sân khấu lớn như này. Nên là chúng cháu cũng đã công rất xa từ trên Mường Tè, Lai Châu để về đây chung vui cùng với bạn. Nên là cháu muốn xin gửi tới một ca khúc tiếp theo nữa ạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, cười ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không lời. Con thuyền không còn theo bến, con thuyền không còn theo sóng, mai xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng sành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đã có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đôi tình nhân dưới ánh trăng, đắp thắng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng
bờ vai. Ước chi trăng đêm tàn rồi tình yêu chúng ta, nhưng anh sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết rằng trái tim anh yêu mình em. Chúng ta thấy Duy Phong hát có hay không ạ? Hát rất hay nhưng chẳng vào tay thử hơi bé. Một trong vào tay thân lớn nữa dành cho vào tiền của Duy Phong vừa rồi. Trở lại sân khấu ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục mời nước mời chầu. Và chúng tôi muốn quý vị chúng ta sẽ tiếp tục trở lại những giây phút thật dịu dàng và sâu lắng với một giọng ca rất là duyên dáng. Xin mời tiếng hát của ca sĩ Thùy Linh lúc này sẽ trở lại sân khấu làm hài lòng quý vị và các bạn với ca khúc cũng như chất giọng mượt mà ngọt ngào sâu lắng ngay sau đây. Tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp ngỡ.
điêu ví dặm là thưa quý vị, có thể nói rằng là Thùy Linh hát ngọt ngào như dòng suối mà làm người nghe cũng phải đắm đuối say mê, đã dẫn đưa tới chúng ta với những dòng ca truyền cảm. Và đặc biệt nhất là buổi tối ngày hôm nay với nhịp cầu âm nhạc tại gia đình nhà trai chúng tôi lúc này, xin được truyền lời mời của chàng rể Ngọc Hoan mời tất cả các chị các bạn lúc này đây, chúng ta sẽ cùng với chàng rể trở lại phòng mừng gia đình họ gái đội 6 Quyết Tiến, nơi nàng dâu xinh đẹp của nhà họ gái đang chờ đón chúng ta. Và ngay sau đây thì đoàn đại biểu của gia đình nhà trai đã có mặt tại trung tâm văn phòng gia đình nhà gái. Xin được có thay lời gia đình chúng tôi xin trân trọng và kính mời tới quý vị khách quý, anh chị em, cũng như bạn bè của chú rể và cô dâu, chúng ta sẽ cùng trở lại với gia đình để cùng mời nước và cùng tham dự chương trình ca nhạc chúc phúc cho đôi nương trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và gia đình chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng và chào đón tới quý vị khách quý. Chúng ta đã cùng trở lại với gia đình với chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất mong quý vị khách quý có những ca khúc của mình sắp cùng đăng ký để ban tổ chức chúng tôi được trân trọng và giới thiệu quý vị tham dự chương trình ca nhạc đặc biệt này. Đi dọc Việt Nam theo bay con tàu quay qua đèo Hải Vân. Xin mời tới tất cả quý vị chúng ta cùng mời nước và đến với ca khúc tiếp theo của anh Quốc Việt sẽ cùng đến với sân khấu ca nhạc của gia đình. Xin được chào đón anh Việt và chào vỗ tay ạ. Xin mời anh Quốc Việt cùng trở về sân khấu ca nhạc của gia đình chúng tôi. Bye.
Vâng, và những người bạn của chú rể, xin mời anh Lâm Anh Phong đúng không ạ? Xin mời anh Phong cùng trở về sân khấu để cùng nối tiếp chương trình văn nghệ hôm nay. Vâng, những tràng pháo tay rất nồng nhiệt ạ, những tiếng reo hò rất là lớn đã được chào đón tới lời ca tiếng hát của anh. Xin mời anh cùng trở lại sân khấu với gia đình để cùng... Xuân vừa đến, hoa về trên những vòng cây. Và anh vừa đến, thay màu áo mới vì em. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mơ vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em đang chờ đợi anh. Như chưa từng xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng.
một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi quê đường có em đang chờ đợi anh. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc hòa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết